Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt Nga. Châu Âu thận trọng trước nới lỏng phòng dịch. Campuchia bắt đầu tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Tiếp sau châu Âu, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua đã thông báo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Moscow công nhận độc lập của hai vùng ly khai ở miền đông Ukraine. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, lệnh trừng phạt mới sẽ nhằm vào hai ngân hàng Nga cũng như giới tinh hoa của nước này cùng người thân của họ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn để ngỏ nỗ lực cho các cánh cửa ngoại giao nhằm tránh nổ ra một cuộc khủng hoảng quân sự toàn diện tại Ukraine. Cũng trong ngày hôm nay, Anh thông báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào 5 ngân hàng và 3 tỷ phú của Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Nhật Bản và Australia cũng công bố các biện pháp trừng phạt, đình chỉ việc cấp thị thực và đóng băng tài sản của các cá nhân ở Nga liên quan đến các khu vực ly khai của Ukraine. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng sẽ áp đặt lệnh cấm thương mại đối với các khu vực này. Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC châu Phi vừa yêu cầu tạm dừng nhận các lô hàng vaccine COVID-19 viện trợ cho đến nửa cuối năm. Lo ngại về thời hạn sử dụng và tâm lý chần chừ không tiêm vaccine ngừa COVID-19 là những lý do khiến giới chức y tế châu Phi quyết định tạm ngừng nhận thêm vaccine viện trợ. Trước đó vài tuần, CDC châu Phi đã triển khai một chiến dịch khuyến khích người trẻ đi tiêm chủng và hiện nay trong tổng số 597 triệu liều vaccine đưa đến châu Phi mới chỉ có 64% liều được sử dụng. Dữ liệu thống kê của Reuters cho thấy tính đến sáng ngày hôm nay đã có trên 11,3 triệu ca mắc COVID-19 tại châu Phi kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện, trong đó có ít nhất 270.000 trường hợp tử vong. Một người được tìm thấy đã tử vong trong chiếc ô tô ngập nước và 10 người khác được cho là mất tích vào ngày hôm nay sau trận mưa lớn gây lũ quét ở miền đông Australia. Thi thể được tìm thấy là một người đàn ông 60 tuổi bị ngạt nước được tìm thấy ở bang Queensland, Australia, trong khi một đoàn tàu chở hàng đã bị lật gần thị trấn Gympie. Nhân viên lái tàu đã bị thương nhẹ. Cảnh sát địa phương cảnh báo các tài xế ô tô tránh lái xe qua những con đường ngập nước và nên ở trong nhà trong trường hợp không cần thiết phải đi ra ngoài. Trong ngày hôm qua, các dịch vụ khẩn cấp Australia đã nhận được hơn 100 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ và những đội cứu hộ khẩn cấp đã được điều động để hỗ trợ các cư dân bị mắc kẹt. 15 đập ở bang Queensland đang hoạt động và dự kiến mưa lớn hơn sẽ tiếp diễn trong những ngày tới, tiếp tục gây ra lũ lụt. Ở phạm vi châu Âu, nới lỏng phòng dịch đang là xu hướng chủ đạo khi các quy định chống dịch căn cứ trên ca nhiễm đã không còn được nhiều nước sử dụng. Tỷ lệ tiêm vaccine cao, tỷ lệ nhập viện điều trị COVID-19 giảm hoặc ổn định ở mức thấp là lý do nhiều nước châu Âu quyết định nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Anh, Hà Lan, Đan Mạch là những nước đang dẫn đầu xu hướng này. Từ ngày 24 tháng 2, quy định bắt buộc những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 phải tự cách ly tại Anh sẽ hết hiệu lực. Tuy nhiên, những người này vẫn được khuyến cáo nên tự cách ly trong 5 ngày và tránh tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương. Từ thứ năm tới, chúng ta sẽ chấm dứt yêu cầu cách ly bắt buộc đối với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chúng ta cũng sẽ chấm dứt việc truy vết và không yêu cầu những người tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 phải xét nghiệm hàng ngày trong 7 ngày nếu như họ đã tiêm chủng đầy đủ. Những người tiếp xúc gần cũng không cần phải tự cách ly. Các doanh nghiệp và các cá nhân ở Anh sẽ quyết định cách tiếp cận phòng dịch, đồng nghĩa với việc các rạp hát và cửa hàng vẫn có thể yêu cầu nhân viên và khách hàng đeo khẩu trang. Chính phủ Anh vẫn khuyến cáo người dân cần tiếp tục đeo khẩu trang trong không gian kín và những nơi đông người. Từ ngày 1 tháng 4, Anh cũng sẽ hủy bỏ yêu cầu hộ chiếu vaccine. Việc xét nghiệm 2 lần một tuần cho nhân viên và học sinh không có triệu chứng ở hầu hết các cơ sở giáo dục và chăm sóc trẻ em, cũng như việc xét nghiệm hàng loạt tại trường học sẽ kết thúc. Chính phủ Anh sẽ tiếp tục duy trì chương trình tiêm chủng trong tương lai. Bắt đầu từ tháng tới, những người từ 75 tuổi trở lên và những người dễ bị tổn thương sẽ được tiêm mũi vaccine thứ tư. Các hạn chế đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế, xã hội, sức khỏe tinh thần của chúng ta và cơ hội sống của con cái chúng ta, và chúng ta không cần phải chịu thiệt hại này nữa. Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy là ba trong số nhiều quốc gia đầu tiên tại châu Âu dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng dịch COVID-19. Dù số ca nhiễm vẫn ở mức cao, nhưng vaccine đã giúp giảm số ca nhập viện.
như tại Đan Mạch và Na Uy, số bệnh nhân COVID-19 tại các khoa điều trị tích cực chỉ bằng 23% mức đỉnh vào mùa đông năm ngoái. Với sự hiểu biết ngày càng cao về căn bệnh này, áp lực đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tiêm chủng đã tăng mạnh. Điều này cho phép chúng ta chấm dứt giãn cách xã hội. Italia và Tây Ban Nha không còn yêu cầu người dân đeo khẩu trang ngoài trời. Thụy Sĩ cũng không còn yêu cầu trình giấy chứng nhận tiêm chủng, khỏi bệnh COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính đối với du khách nhập cảnh nước này. Áo và Đức cũng sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế còn lại liên quan đến đại dịch COVID-19 vào tháng 3 tới. Châu Âu đang có một cơ hội hiếm có để kiểm soát sự lây nhiễm COVID-19. Cơ hội đó dựa trên 3 yếu tố, gồm mức độ miễn dịch cao do tiêm chủng và lây nhiễm tự nhiên, xu hướng lây lan của virus ít hơn khi thời tiết ấm lên và biến thể Omicron có mức độ nghiêm trọng thấp hơn. Chúng ta không nên xuôi theo giả thuyết virus sẽ tiếp tục biến đổi thành các chủng nhẹ hơn. Bên cạnh đó, một đợt bùng phát dịch COVID-19 khác liên quan tới biến thể mới cũng có thể né tránh rào chắn kháng thể được tạo ra từ việc tiêm vaccine, từ đó khiến các loại vaccine hiện có giảm hiệu quả phòng bệnh. Chính vì vậy, người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn. Hiện tại thì mối lo vẫn là sự xuất hiện của biến chủng mới. Bên cạnh đó còn là câu chuyện bất bình đẳng vaccine. Hầu hết các nước phát triển đã tiêm chủng được từ 60 đến 70% dân số, trong khi tỷ lệ này ở các nước có thu nhập thấp chỉ là 5,5%. Thế giới chỉ an toàn khi mọi khu vực đều an toàn. Hôm nay, Campuchia bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, giữa lúc số ca nhiễm Omicron ở nước này gia tăng. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Chính phủ Campuchia cho biết, kể từ khi làn sóng Omicron tấn công Campuchia vào tháng 12 năm ngoái, hơn 20% số ca nhiễm là trẻ từ 5 tuổi trở xuống, kêu gọi các bậc phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng để phòng ngừa COVID-19, đặc biệt là biến chủng Omicron. Đến nay, gần 90% dân số Campuchia đã tiêm ít nhất một mũi tiêm ngừa vaccine COVID-19, hơn 85% dân số đã tiêm mũi thứ hai và hơn 27% đã tiêm mũi thứ ba. Campuchia cũng đã triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư đối với nhóm người có nguy cơ cao. Từ ngày 1 tháng 3, người tiêu dùng tại Nga không được phép vứt các thiết bị gia dụng, linh kiện máy tính, bo mạch và ổ cứng vào thùng rác. Theo quy định hiện nay của Nga, các đồ không được vứt thùng rác như rác thải thông thường là lốp xe, phế thải xây dựng, khúc cây và bụi cưa cắt, hóa chất, rác thải y tế và một số vật dụng. Các đồ gỗ muốn vứt bỏ cần phải đưa vào các khoang dành riêng cho các loại rác có kích thước lớn theo quy định. Những người vi phạm sẽ bị phạt từ 1.000 đến 2.000 rúp, tương đương khoảng từ 300 đến 580.000 đồng. Mức phạt đối với các công ty vi phạm sẽ từ 100.000 đến 250.000 rúp, tương đương 29 đến 72 triệu đồng. Theo chỉ số giá nhà ở S&P CoreLogic, giá nhà tại Mỹ năm 2021 tăng 18,8%, mức tăng cao nhất kể từ khi có chỉ số này và cao hơn nhiều so với mức tăng 10,4% của năm 2020. Đây cũng là năm có số lượng nhà ở bán nhiều nhất trong vòng 15 năm trên thị trường bất động sản Mỹ. Theo đó, hơn 6 triệu nhà đã được bán cho dù nguồn cung đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay vào cuối năm. Các công ty xây dựng nhà ở tại Mỹ đã phải đối phó với sự gia tăng ở mức hai con số về chi phí mua vật liệu cũng như tình trạng thiếu nhân công. Điều này khiến giá nhà tăng cao hơn và góp phần làm cho giá tiêu dùng nói chung tại Mỹ tăng tới mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Xe lăn là một phương tiện không thể thiếu đối với nhiều người khuyết tật. Tuy nhiên, nhiều người không thể tự di chuyển được với loại xe này nếu như không có khả năng cử động tay. Không chấp nhận hạn chế này, một nhà nghiên cứu người Ai Cập vừa thiết kế chiếc xe lăn cho những người bị liệt nửa người điều khiển xe bằng sóng não. Sinh ra với một khiếm khuyết ảnh hưởng đến các kỹ năng vận động của mình, anh Omran, người phát minh ra chiếc xe lăn điều khiển bằng sóng não, không thể đi lại cho đến 5 năm tuổi. Sau nhiều cuộc phẫu thuật và rất nhiều lần phục hồi chức năng, bộ phận thu nhận sóng não trên chiếc xe lăn mà anh thiết kế được kết nối với phần ghế ngồi. Do đó, người dùng chỉ việc hướng đầu về phía họ muốn và chiếc xe lăn có thể xoay tới 360 độ. Có vẻ rất nhiều người không kiểm soát được tay hoặc chân của mình và do đó không thể điều khiển xe lăn bằng điều khiển từ xa hoặc cần điều khiển gắn vào nó. Chiếc ghế này sẽ giúp họ sử dụng xe lăn điện và di chuyển dễ dàng hơn
mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai. Tôi đồng cảm với những khó khăn trong cuộc sống mà những người khuyết tật phải trải qua, những người không thể cử động vì họ bị liệt, không thể cử động tay hoặc chân. Vì vậy từ đây, tôi nảy ra ý tưởng làm thế nào để giúp họ. Dự án mà anh Omran đã thực hiện từ năm 2015 đã được Tổ chức Công nghiệp hóa Ả Rập hỗ trợ phát triển. Họ thông báo đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Hiện tại, họ bắt đầu sản xuất hàng loạt sản phẩm với kỳ vọng xuất khẩu ra khắp các nước trên thế giới.